Cảnh gì núi rừng đêm. Phu quân đi đường nên cẩn trọng. Bao giờ nàng cũng nhắc ta câu đó. Phu quân sắc son một gia đền ân muôn dặm đường trường gió ngựa tung gươm bao khắc sâu sạch mối thù chung. Trong giây phút chia tay xin nguyện ghi lời thề, tuy xa nhau muôn dặm rồi
đây chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi, sào huyệt giặc nhất định sẽ cháy tan trong lửa đỏ. Chỉ kêu dùng của thi thương sẽ được nghĩa binh kính này, và tấm gương sáng trong sẽ chói rạng muôn đời. Được anh em tin nhiệm nữa không? Tin nhiệm. Chủ tướng, sao bỗng nhiên chủ tướng lại hỏi câu như vậy? Chắc tôi hỏi vậy là để nhắc nhở pháp lĩnh phải nghiêm minh. Hãy lo hương đăng, giọng một bàn hương an, và tìm giúp một thước khăn tan. Tế xong thi tướng quân trước khi khởi tấn công. Chủ tướng, đừng để phải nhắc tới pháp lệnh, thi hành ngay đi. Tuân lệnh. Thank you.
bà lại của phu nhân cũng đã trọn tình vẹn nghĩa. Đứng trên giàn quả ta nguyện làm mồi cho lửa đỏ để bao người chiến sĩ ngang không chậm bước qua. Tròn đảo nghĩa vợ chồng, giờ ta ra lĩnh tấn công, dù phải hy sinh phu tân chủ mong. Phu tướng, xin chàng hiểu nỗi lòng của thiếp.